Bây giờ ai đi làm nghề sự kiện cũng sợ game gói Intercontinental tự nhiên có cái view này chiêu quá trời, cho mọi người làm sự kiện ra ngồi có thể smoking cầm mới gọi là ăn bánh mì ăn gì đó cũng rất là gọi là sang ha, đẹp quá trời. Đây là người ta cho ăn chứ bình thường có những chỗ đâu cho ăn đâu, phải xuống đất ăn ngồi, ví dụ như làm ở tham quê là ra ngoài đường Nguyễn Huệ ngoài ăn đúng không. Ở đây là rất đẹp. Cái cảnh này thì là những anh chị nào làm nghề sự kiện mà giống như lâu mà bỏ nghề hay rất là nhớ. Tại vì cái lúc mà mọi người ra ngoài ăn á, mình đứng một chỗ đi mình quay đang nói mà. Như là lúc mà mọi người đang ngồi ăn ở đây thì tâm thế mọi người là quá mệt mỏi, là rã rời chân tay xong ra nghỉ được xíu thêm 50 phút đi vô. Tại vì áp lực thời gian cũng như nhiều thứ á. Cho nên cái nghề sự kiện nó có những cái rất là mệt. Và thậm chí mọi người biết có những thời điểm mà ví dụ như là 24/24 giờ đi tiệc A hoặc tiệc B. Mình nói thật luôn, có những bạn đi á mà cái chỗ này á rướm rướm luôn, tại sao mà quần rinh đó bó đi cả thiệt hầm hầm hờ đó là có thiệt nha, là câu chuyện là trong nghề sự kiện á. Cho nên làm cái nghề này á, anh em nào mà giống như kiểu mà vệ sinh cá nhân tốt hoặc là kiểu giống như biết biết giải lao á, ví dụ nha mình đứng nhiều quá cũng không được, ngồi nhiều quá cũng không được, mình đi nhiều quá cũng không được, mình phải biết điều tiết lại hoặc là mình gọi là vệ sinh á. Chứ không tới mùa sự kiện mà tới mà mùa mà vô mùa á, người ta nói người nào người nấy ê ẩm hết trơn, rồi kiểu dơ giấy thiệt. Cái đó là cái tâm lý chung của nghề, mà đây là những cái góc khuất, những cái điều mà ít người mà không làm sự kiện biết, mà làm sự kiện để biết. Còn mấy bạn mà làm sự kiện mà giống kiểu mà ngồi plan hay là giấy tờ để chỉ đạo á thì thật ra các bạn rất là sướng. Còn những mà anh em làm nghề sự kiện như bên Tứ hoặc là những anh em mà làm âm thanh ánh sáng sân khấu, làm product hay làm sản xuất á, rất là cực. Và không ai nói tiếng nói chung á, thường nha, thường thì trong một cái sự kiện người ta chỉ khen những bạn leader, người ta chỉ khen những bạn lớn thôi, nhưng những cái người hậu trường như thế này, những người mà làm phía sau á thì ít ai được khen lắm, tại vì cũng chỉ là người ta coi là công nhân thôi. Thật ra không có những người này thì sẽ không có những người lớn nha. Cho nên là những bạn nào mà chúng ta làm sự kiện, chúng ta làm lớn, chúng ta giành công á, rồi chúng ta được vinh danh, chúng ta nên nên đưa những người hậu trường ra ánh sáng một xíu. Tại vì tôi thấy có nhiều bạn kiểu đăng clip lên nói là mình giỏi thế kia, không Tứ toàn là đưa hậu trường không, ví dụ như trong một tình huống đó là âm thanh hỗ trợ, ánh sáng hỗ trợ, cho là mình hay. Tại thực sự là chỉ có mấy anh em trong trong này mới hiểu nhau thôi, cho nên có những ekip hậu trường sản xuất á thật rất nhờ bên ngoài không biết, dù như bồi dưỡng vậy, tức là bồi dưỡng toàn là cho những người ngoài không, còn trong có mấy bạn này mới là người tội nghiệp. Cho nên là khách hàng và những ai mới biết thì người ta hãy biết là những người mà thực sự làm ra, những người product, Tứ cũng là product nè. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha, mình là Sam Tứ.